Được chuông vàng năm 2017 với một giọng hát thật là ngọt ngào và cao vút. Một tràng pháo tay để chào đón ra sân khấu tiếng hát của Chuông vàng vòng cổ 2017, nam nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Văn Khởi xin gửi lời chào đến toàn thể quý bà con, cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Dạ, và để liên tục, Văn Khởi xin đến toàn thể bà con, cô bác một bài ca cổ hết sức quen thuộc của tác giả Võ Đông Điền được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Lên đường tòng quân, xa phố phường, xa tiếng mẹ hiền. Cho dù biển cương hay hải đảo muôn vàn hiểm nguy, mẹ ơi vững chí quê nhà sức khỏe luôn gìn giữ, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Mẹ ơi, đường hành quân quá nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân. Biên giới xa xôi hay hải đảo mịt mù, đoàn chúng con đi không hề nao núng khi chiến trường đạn pháo âm vang. Bước quân hành dai súng nặng mang đi gìn giữ quê hương, vườn ruộng xóm làng. Nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi, đêm biên thùy sương rơi lạnh giá. Rừng núi biên cương chuyển mình xanh thẳm, bình minh lên lấp lánh chân trời. Chim liêu lo như cất tiếng chào mời, cành lá rung rinh sương rơi ướt đầm, ngọn gió đùa làm nhỏ giọt sương rơi. Non nước mình đẹp lắm con ơi, vì độc lập tự do đất trời ta canh giữ. Lời mẹ ru xưa như núi sông vàng tiếng gọi, mẹ hãy yên lòng con dân hành quân. Cho con xa thành phố quê hương, xa căn nhà mái lá thân thương, còn nghe tiếng nói của mẹ hiền, niềm tin con quyết giữ gìn. Dù biên thùy hay nơi đau xa, lời mẹ ru trời chúng con tung cánh bay, cho nước non Hà Đô bình yên. Con sẽ trở về trong đoàn quân chiến thắng, mẹ
Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng. Còn quân giặc cướp xâm lăng chung, con thề quyết giữ gìn biên cương. Cho yên lòng mẹ hậu phương tình vui, từ khắp chiến trường nở hoa. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả bà con cô bác đã dành cho Nguyễn Văn Khởi.